Khi nói đến giáo dục hướng nghiệp, nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng đó là định hướng nghề nghiệp, chọn nghề cho học sinh. Tuy nhiên, làm như vậy chỉ giải quyết được phần ngọn. Giáo dục hướng nghiệp hiệu quả phải là để cho học sinh tự mình tìm hiểu, khám phá ra sở thích, năng lực của mình. Vì vậy, những buổi trải nghiệm nghề truyền thống ngay tại địa phương cho thấy đây là một phương pháp khả thi và đem lại hiệu quả thiết thực trong việc giáo dục hướng nghiệp. Mặc dù là người dân tộc Thái, nhưng đây là lần đầu tiên Vi Thị Việt Hằng được ngồi quay tơ, dệt vải để làm ra một bộ trang phục truyền thống cho những cô gái Thái quê em. Và đây cũng là lần đầu tiên em khám phá ra nhiều điều thú vị đằng sau những bộ trang phục truyền thống này. Buổi học này giúp em hiểu được nghề dệt thổ cẩm của dân tộc mình. Nghề dệt thổ cẩm đòi hỏi một kỹ năng, đó là sự kiên nhẫn, đòi hỏi một trí thông minh và một sự niềm đam mê lớn trong nghề này. Sau này thì em muốn học một cái nghề dệt thổ cẩm để phục vụ và phát huy truyền thống của dân tộc mình. Với những buổi học ngoại khóa như thế này, các em không chỉ tự làm quen với các nghề truyền thống mà còn được trực tiếp trò chuyện và được bày tỏ những thắc mắc của mình với các nghệ nhân. Thông qua các cuộc trò chuyện, lời giới thiệu của nghệ nhân đã hình thành nên trong mỗi học sinh sự thích thú và niềm tự hào đối với nghề truyền thống của quê hương mình. Riêng câu hỏi của cháu thì muốn sản xuất được khớm trầm, đầu tiên là chúng ta phải có đầy đủ nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu chủ yếu là gì? Một là rễ hương, hai là bả mía, ba là đinh hương, bốn là thảo quả, năm là hoa hồi, sáu là quế. Đó là những cái vị chủ yếu. Còn hiện nay muốn làm hương thơm tức là phải bỏ thêm thảo quả. Đồng thời là nếu như có điều kiện là bỏ thêm trầm. Về cách chọn nguyên vật liệu thì cái cơ bản đầu tiên là chúng ta phải xác định được nguyên vật liệu đó ở đâu. Ví dụ rễ hương là rễ hương bản địa Quỳ Châu hay là rễ hương vua biển xuôi. Đó. Này, thì khi mà rễ hương Quỳ Châu là ta thấy rễ nó vàng, gốc nó ngắn, rễ nó to, nó mập. Này, thì đảm bảo cái chất lượng nó sẽ rất là tốt. Cũng như cả nước, công tác giáo dục hướng nghiệp trong các trường phổ thông ở Nghệ An lâu nay còn nhiều lúng túng do chưa tìm ra được phương pháp thích hợp để triển khai có hiệu quả. Chính vì vậy, cách giáo dục hướng nghiệp dựa trên phương pháp điều chỉnh động cơ, hứng thú nghề nghiệp thông qua trải nghiệm nghề của học sinh mà Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đang áp dụng từ sự phối hợp của Tổ chức Hợp tác Phát triển và Hỗ trợ Kỹ thuật vùng Flamang Vương quốc Bỉ là một hướng đi đúng và hiệu quả. Được tham gia vào chương trình hướng nghiệp nghề cho học sinh trung học phổ thông thì bản thân nhất là thấy rất thú vị. Không chỉ là học sinh được trải nghiệm nghề mà bản thân cũng được trải nghiệm nghề cùng với các em tìm hiểu cái nghề truyền thống của địa phương, rồi cùng với các em và chủ sự cơ sở để tạo ra những cái sản phẩm đầu tiên. Và qua cái buổi trải nghiệm nghề thì giúp ích cho bản thân và các em của học sinh trung học phổ thông và rất nhiều trong cái định hướng nghề nghiệp tương lai cho mình sau này. Từ những điều mà các em học sinh thu nhận được sau các buổi trải nghiệm thực tế tại các làng nghề truyền thống cho thấy, phương pháp giáo dục hướng nghiệp này đã góp phần nâng cao nhận thức cho học sinh về giá trị, ý nghĩa và lợi ích kinh tế của nghề truyền thống tại địa phương. Không những thế, sau khi trải nghiệm làng nghề, học sinh có thể tham gia học nghề, sản xuất tại các cơ sở nghề trên địa bàn. Và quan trọng hơn, sau khi ra trường, chính các em sẽ là những người tham gia tích cực vào việc phát triển và bảo tồn các nghề truyền thống vốn đang có nguy cơ bị mai một của dân tộc mình.